Rồi, hello anh em, tiếp tục luôn. Em cuối cùng nha anh em. Thứ tư trong ngày 2018 cũng là VN tiếp nha anh em. Cho em nói về Quảng Điền, Thừa Thiên Huế cho khách quen nha. Khách này có mua máy bên em rồi, mua mấy chiếc rồi. Em 05018 Việt nha anh em. Việt Nam hết. Một em về Trà Vinh, một em về Thái Bình. Còn con này về Huế nha. Với nãy thêm một em 4018 về Hà Nội nữa. Rồi cho anh trai về Huế nha. Chúc anh trai về thuận lợi nha. Bán được con này ủng hộ em con khác nữa. Quá đẹp anh em ơi, 5018. Cho anh gột ngoài Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Con này như đời 20, 26, 27 chứ. Nguyên bản nguyên di nha anh em, dòng 4518 của Việt luôn. Con này ra được 3 em xe Việt. Anh em mình có cần máy Thái hay máy Việt, máy Thái nhập khẩu hay máy Việt thì có đủ hết nha anh em. Con này vỏ sau còn rất là đẹp luôn nè. Cái đầu thì cũng còn trung bình nè. Khoảng 60%. Rồi giờ này giao cho mấy anh trai Đắk Bắc nha. Cảm ơn mấy anh trai liên tục ủng hộ cửa hàng. Anh em nào có yêu quý quý mến cửa hàng thì đến trực tiếp cửa hàng em xem máy nha. Địa chỉ là nằm trên quốc lộ 53 trục hướng từ thành phố Vĩnh Long xuống Trà Vinh, cách thành phố Vĩnh Long khoảng 25 km nha. Nằm trên trục đường quốc lộ luôn nha anh em. Con này là con thứ tư trong ngày hôm nay nha. Cảm ơn mấy anh trai. Một anh Thái Bình, một anh Hà Nội với một anh ở Huế. Con này động cơ bơm số cũng còn chuẩn lắm nha. Anh trai cũng trực tiếp vô coi máy luôn. Khách này cũng khách quen nha anh em. Giá con này cũng cực kỳ hợp lý luôn, rất là ok luôn nha. Hơn 200. Rồi anh em mình với anh em mình có cần máy dòng loại này có liên hệ bên em. Em đang ghép xe cho anh trai về Huế đây. Cái này tốt ngày nha anh em, 24 âm lượng. Anh em có cần gì cứ kết nối số điện thoại cho em nha. Số điện thoại Zalo hoặc là Facebook đều được hết. Còn anh em cứ kết bạn Zalo, anh em cứ nhắn tin nha. Nhiều anh em kết bạn không nhắn tin, em không biết anh em kết bạn để làm gì. Kết bạn thì cứ nhắn tin qua nha. Hello em đại quá, em chưa có chấp nhận được. Còn em muốn coi máy thì kết bạn nhắn tin qua em sẽ kết bạn em gọi cho. Được rồi. Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Rồi chúc anh trai về làm ăn thuận lợi nha. Có dư có giả vô ủng hộ em tiếp. Cảm ơn anh em nha. Rồi mấy anh em mình có cần máy dòng là 50450 hay là tất cả các dòng Kuta đời mới cứ liên hệ bên em. Xe cũng còn khá là đầy đủ từ 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 và 7.000. Kuta và Yanma đều có nha em. Yanma hiện tại thì có 494 nè, 514 nè, 357 nha. Anh em mình cần thì có liên hệ trực tiếp bên em nha anh em. Con này ngoại hình lông lá còn khá là ok, khá ổn nha. Mâm vỏ cũng còn liền lắm. Động cơ bơm số cũng còn ok luôn. Chưa mở, chưa tháo gì cả. Khách này cũng khách quen nha. Từng xài máy bên em rồi.
Rồi cảm ơn chai đất quế nha, rất là dễ thương. Chúc anh trai về làm ăn thuận lợi nha anh trai, nếu mà đang xem dư giả thì vô ủng hộ, bán con này ủng hộ con khác, có dư thì cứ bán nha. 5018 rất là dễ xài. Tầm tiền 200 mấy là anh em có thể năm mua 50 nha. Anh em nào mình đủ tài chính thì cứ chơi xe mới, còn yếu yếu thì cứ chơi xe cũ nha. Hợp lý không? Thấy ship hay không? Ship phải đỉnh. Ship 2 được 5 số con, miễn có nhiều tiền. 5 số con thì lên lầu. Ui lên đầu mày. Mày cái chỗ nào thấy mặt tao là mày xóa đi ngay chưa? Mặt đẹp mà sợ. Ôi trời ơi. Rồi chào anh em, cần máy gì cứ gọi em nha. Mới nhận được một đơn đó anh em ơi, DC70 khách nãy mới coi, giao về tháp 10. Đây chuẩn bị lên xe luôn. Khách ở miền Tây vô coi xong nguyên bản nguyên si, chuẩn bị lên xe con này nữa nha. Thêm một cái lọc nữa, 5 con trong ngày. Rồi anh em mình có cần máy có liên hệ em nha. Em đang làm giấy tờ cho khách cái. Hy vọng anh em nào ủng hộ cửa hàng cứ liên hệ trực tiếp với anh em nha. Cảm ơn anh em.